Vibro. Ok, đó thì là chỗ này, cái bạc của sân này nó mới có ý nghĩa. Nếu mà để không có cái này thì thấy nó nó không có hào hùng, không có hùng hồn, nó không có build up lên ha. Rồi. Chưa có phát gì hết.
thì mình thêm cái âm thanh tweet vô rồi, ở trên đó. Rồi thêm cái âm đi nè. À, muốn design theo kiểu gì, muốn cho nó thứ nhất là cho tiếng vật đã ha. Chưa làm gì hết đã thấy hay. À chưa làm gì hết chưa làm gì hết. Cái trong này ra nha bọn em nha. Reset này nó đã canh rất là khá đẹp rồi. Kit là mình bộ rồi. Kit nha. Kit. Snap. Lấy cái room này. Lấy cái room của nó đây. Bỏ vô là mặc định là ta thấy đẹp. Ráng giữ lại những cái nguyên thủy nhất càng nhiều càng tốt. Nhưng người ta đã ráng làm cho thật hay là tới những cái mình đi biến đổi. Đúng không? Nghe cái com nhiều nó bực bội lắm, nhất là pop ballad mà mình con nhiều quá cái sao nó bị hư hết. Nhẹ 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 vậy thôi chứ không cần phải trông mạnh đâu. Lúc mà master lên bọn em biết mà ra cái loa lớn ngoài nó đập vỡ loa luôn á.
mix đã xong, còn phần nữa là phần master. Thì chúng ta sẽ hẹn buổi master sau. Buổi master là mình xuất này ra đúng không thầy? Giờ thật ra xuất ra cũng là giao hàng, cũng là nghe là cũng tạm ổn rồi. Cũng như là thầy lấy một cái limit thầy cho thầy nâng lên thầy coi thử nãy giờ. Một limit là gì thầy? Trời ơi, học từ bữa trước giờ giờ thầy khôi rồi. Có học hay chưa anh? Chưa đúng không? Có giới thiệu vậy. Giới thiệu chưa? Vào giờ master chứ không có preset hay là nguyên tắc gì chung hết á, phải mình biết tính năng của từng thằng nó làm cái gì đúng không? À, coi như là chưa làm gì hết, mới mix thôi, chưa master gì hết. Kiểu như là canh năm thanh đi luôn nha. Cái trò là so với bài lúc mà mình chưa làm gì hết thì thấy như thế nào? Khác hơn. Phải ăn hơn. Ăn rõ ràng. Không đi rõ ràng. Mình có sức sống hơn. We'll be right back.
Ok rồi, chúng ta off ở đây nha mọi người ơi. Xin chào, hẹn gặp lại nhé. À, hẹn gặp giờ Matter. Vibro.